xong biết đứa nhỏ ra mở cửa đầu tiên đúng không? Cái lý do tại sao bây giờ đó mà con nhỏ đấy ra mở cửa ra được? Cái đó là chuyện của gia đình Dương, đâu biết gia đình nó đâu mà lên ấy xong mới biết gia đình được đó. Tiếp theo thì đi con lên lầu. Đi bọc lọc tuần trước, xong mới đi làm sao cũng leo lên. Thì vào đó thì vào phòng ai trước? Vào thằng vào phòng của hai đứa gái đang ngủ. Hai đứa gái đang ngủ. Ông kêu khống chế xong cái Dương kêu chói lại. Chói lại xong mới đi xuống dưới. Còn chưa giết à? Tại tại là chưa. Rồi đi xuống dưới thì gặp ai? Gặp ông bà già. Bà già thì cũng khống chế luôn hả? Khống chế luôn, ông giật mình vậy. Cái đi thẳng thẳng vô, nghe kêu cướp đây, cái ông là cái cướp cướp thì đứng muốn lại thì làm, muốn lấy tiền lấy gì. Có đeo khẩu trang không? Có đeo khẩu trang. Ai thì bảo mẹ của con Linh gọi điện cho thằng Trần Bụi là không đến được không? Có vui vui không biết, em không gọi sao. Lần đầu cũng làm cái nhà đó thì không biết. Lần đầu vô nhà đấy. Cái đứa con nít mà không bị giết đấy là cũng nằm ngủ trên giường đấy luôn à? Cũng nằm ngủ luôn, không biết sao cũng không biết được. Giết hai ông bà trước rồi mình quay trở lại lên giết hai đứa trên lầu ạ.